Chiều ngày 15 tháng 3, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Phạm Văn Sĩ, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở có chương trình làm việc với huyện về chương trình xây dựng nông thôn mới. Làm việc với đoàn về phía huyện có đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Lý Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các cơ quan đơn vị và 6 xã về đích nông thôn mới, 3 xã nông thôn mới nâng cao năm 2023. Tại chương trình làm việc, Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa đã báo cáo với đoàn về tiến độ xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Kết quả tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới do ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phụ trách trên địa bàn huyện đến nay. Theo đó đến nay, 6 xã trong kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 đạt từ 12 đến 15 tiêu chí trên xã. 3 xã trong kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 đạt từ 11 đến 13 tiêu chí trên xã. Thị trấn Chợ Chu đạt 3 trên 9 tiêu chí. Huyện cơ bản đạt 6 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Các tiêu chí do ngành nông nghiệp phụ trách đều cơ bản hoàn thành và đang trong giai đoạn hoàn thành. Tại chương trình làm việc, các địa phương đơn vị của huyện đã có ý kiến trao đổi về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các tiêu chí. Đoàn công tác cũng đã có ý kiến trao đổi, gợi mở và định hướng nhằm hỗ trợ địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đạt huyện nông thôn mới theo đúng kế hoạch.